cho nên bây giờ gặp tôi thì họ nói là nếu như anh Thành Lộc từ chối thì họ viết lại kịch bản từ đầu. Wow. Dạ, cho nên tôi cảm động quá, tôi nhận luôn. Sau cái dự án Tâm Sắc Tấm á, thì em cảm thấy là có vẻ như là em hợp vía những cái gì liên quan tới cổ tích, gọi là inspire từ cổ tích, lấy cảm hứng từ chuyện cổ tích, cho nên là em cảm thấy em và Neko và ekip ngồi lục rất là nhiều câu chuyện cổ tích Việt Nam, thì cảm thấy là Thạch Sanh Lý Thông có vẻ là một cái câu chuyện mà mình có thể mang ra để mà lấy là làm cảm hứng đó, cho nên là em cảm thấy là Thạch Sanh Lý Thông là một cái lựa chọn tiếp theo sau Tâm Sắc Tấm. Dạ, Thạch Sanh thì ai cũng biết cái nhân vật này rồi, còn Lý Thông thì tại sao lần này lại là Lý Thanh? Liệu rằng Ngọc Thanh Thông có hóa thân thành cái nhân vật với những cái tính cách giống như truyện cổ tích mà em đã từng đọc hay không? Thì một tí xíu nữa thôi, thì tất cả quý vị sẽ là người đầu tiên được đón xem. Cảm ơn Ngọc Thanh Tâm, và tiếp nối thì Minh Sù xin phép được hỏi nghệ sĩ ưu tú Thanh Lộc một câu được không ạ? Dạ vâng, vỗ tay thật lớn cho nghệ sĩ ưu tú Thanh Lộc ngày hôm nay ở đây. Cảm ơn anh đã tham dự buổi họp báo vô cùng tuyệt vời của Ngọc Thanh Tâm. Theo như Minh Sù được biết thì dường như là anh rất hiếm hoi khi xuất hiện trong một cái web drama nào đó của các nghệ sĩ Việt Nam. Thì cho em hỏi cái lý do vì sao anh lại có một cái duyên để kết hợp với Ngọc Thanh Tâm lần này ạ? Dạ, xin kính chào quý vị. Đúng là tôi không có thời gian nhiều để có cơ hội để đóng nhiều phim. Web drama thì lại càng hiếm, là bởi vì công việc sân khấu của tôi nó chiếm quá nhiều thời gian. Sức khỏe mình thì không có đủ giống như các bạn trẻ đương thời là có thể ban ngày đi quay và buổi tối chạy về diễn, cho nên cái nào thật sự nó cuốn hút mình thì tôi mới dành cái thời gian của mình cho công việc đó. Thì đối với cái dự án Thạch Sanh Lý Thanh này thì Nicole và một vài cộng sự của các bạn ấy có gặp tôi và có nói cái câu này là khi mà viết cái kịch bản này chuyển thể thành kịch bản phim thì một trong những cái nhân vật trong phim này thì có nghĩ đến tôi sẽ là người thể hiện, mặc dù chưa biết tôi có nhận lời hay không. Yeah. Mà cơ hội cứ nghĩ đến tôi và họ viết ra cái bài đó, cho nên bây giờ gặp tôi thì họ nói là nếu như anh Thành Lộc từ chối thì họ viết lại kịch bản từ đầu. Wow. Dạ, cho nên tôi cảm động quá, tôi nhận luôn. Dạ vâng, đó là một cái lý do quá lớn. Dạ. Vậy thì trong cái quá trình mà anh tham gia vào cái bộ phim này cùng với ekip thì cái cảm nghĩ của anh như thế nào về đoàn phim cũng như là về tác phẩm lần này Thạch Sanh Lý Thanh ạ? Dạ, trước hết là tôi có nghe tên về Nicole lâu rồi, nhưng mà chưa có cơ hội làm việc với Nicole. Nghe nói Nicole là người cũng khó tánh, cho nên tôi cũng chờ một chút. Dạ, nhưng mà trong cái công việc thì khó tánh thì nó mới ra chuyện được. Dạ đúng. Cái người đạo diễn là cái người nguyên soái của cả một cái trận đánh mà tôi cũng biết cái tâm áp lực tâm lý là đối với các bạn trẻ mà làm việc chung với tôi thì các bạn nghĩ là tôi sẽ rất là quạnh quẹ, nhưng mà đâu có đâu. Thật ra là tôi bị Nicole quay tôi như cái thông chóng á. Dạ. Dạ. Tức là diễn cái gì mà không hài lòng là Nicole nói ngay. Dạ. Dạ. Cho nên tôi cũng cảm thấy cái đó là cái thú vị, rất thú vị. Và tôi nghĩ là các dự án phim ảnh nằm trong tay các bạn trẻ này chứ đâu. Dạ. Thành ra nếu như chúng ta có được những người bạn trẻ mà làm việc nghiêm túc như thế thì nó sẽ lan tỏa một cái nguồn năng lượng tích cực lại cho những người diễn viên kỳ cựu như chúng tôi, thì chúng tôi phải cảm ơn về điều đó. Dạ vâng, một tràng pháo tay thật lớn cho câu trả lời vừa rồi của nghệ sĩ ưu tú Thanh Lộc. Sẵn tiện em xin được nhờ anh Thanh Lộc và chuyển mic luôn qua cho anh Quang Minh đi ạ, kế bên luôn. Chắc là Minh Sù biết là cái hoạt động công việc của anh thì cũng bay đi bay về khá là nhiều. Vậy thì trong cái dự án lần này thì không biết là nghệ sĩ Quang Minh thân mến, anh có cái cảm xúc cũng như cái kỷ niệm như thế nào trong cái dự án lần này của Ngọc Thanh Tâm ạ? Trước tiên xin chào các bạn. Sau hôm nay Quang Minh được hai tiếng. Cái điều cảm xúc đầu tiên của Quang Minh á, Quang Minh đã thấy rõ rồi. Tại vì á, tuy là ở nước ngoài nhưng mà cũng thường xuyên theo dõi cách làm việc của Ngọc Thanh Tâm và những bộ phim của Ngọc Thanh Tâm làm. Cho nên á, khi mà Nico gọi cho Quang Minh muốn mời một cái vai, không phải là một cái vai nhiều đâu, cũng rất là khiêm nhường, nhưng mà Quang Minh thích nhất cái vai nhỏ nhưng mà sẽ gây ấn tượng bảo đảm. Cái vai này là một cái vai mà khán giả đang thắc mắc là Quang Minh đang nằm cái giới tính nào. Cho nên vì cái đó mà anh nhận. Dạ vậy thôi.
một cái sự gây tò mò cho cái web drama lần này nha. Dạ em cảm ơn anh Minh rất nhiều. Có mình của tôi đây nữa. Dạ tất cả mọi sự lý giải thì tối liền không nha. Quang Minh kêu tôi là mình là từ một cái phim trước đó rồi. Dạ đúng rồi. Dạ. Chắc liền để quý vị không hiểu. Dạ vâng ạ, cho phép Huy chào tất cả các anh chị em nghệ sĩ, các tiền bối cũng như là tất cả các khán giả có mặt Vivo ngày hôm nay. Thật ra thì đối với Huy thì lần đầu tiên mà Huy tham gia đúng thì là với drama, bởi vì là trước đây thì mọi người thường đóng khung Huy vào những cái vai diễn tiếng hài nhiều, rồi giới tính linh hoạt nữa. Đó, ừ. Thường là như vậy, nên vì thế là khi mà nhận kịch bản của... thì những kịch bản của Tâm có gửi kịch bản qua rồi có Nego Lê nữa. Thì Huy thấy là đây một vai diễn rất là thú vị và nó khác biệt rất là nhiều so với lại những cái vai diễn mà Huy đã từng dựng trước đây. Vì thế lập tức là Huy muốn thử sức mình, rất là lâu rồi Huy không tham gia quay trở lại vào lĩnh vực điện ảnh cũng như là diễn trước ống kính. Nhưng vì thế là mình muốn thử sức mình trong một vai diễn mới và đặc biệt là muốn có như là nhân dịp này cũng muốn mình va chạm nhiều hơn, học hỏi nhiều hơn kinh nghiệm từ các bạn đàn anh đi trước. Và Huy hy vọng rằng qua những cái này của Huy sẽ để là một cái dấu ấn cho khán giả sau khi xem trọn bộ với drama này. Dạ vâng, cảm ơn cô Kiến Huy. Dạ kế bên luôn à chị Mèo Khả Như. Chị ơi, hồi nãy giờ chưa ai bóc phốt gì hết, chưa có ai nói gì về cái quá trình hoạt động về phim cả. Chị trong quá trình làm phim với vai diễn này và đi rất là nhiều nơi thì có một cái kỷ niệm nào mà chị Mèo Khả Như đáng nhớ nhất không ạ? Cảm ơn Minh Sù đã trao giải ác cho chị. Dạ, lời đầu tiên cho phép Khả Như được gửi lời chào tới tất cả các quý vị quan khách cũng như là quý vị đồng nghiệp, quý tiền bối cũng như là tất cả mọi người đã có mặt ngày hôm nay. Thật sự khi mà tham gia bộ phim cùng với Ngọc Thanh Tâm á, điều đầu tiên đối với Như đó là cái sự cảm thấy mình may mắn á. Tại vì trong cái hành trình làm việc của mình á, không phải lúc nào mình cũng sẽ gặp được những cái ekip xịn, những bộ phim mà được chỉnh chu và được mọi người tâm huyết như vậy. Thì bộ phim Thạch Sanh Lý Thanh này là một bộ phim mà đối với Như, Như có thể mà khoe với mọi người là Như đang làm cái dự án này. Cơm đoàn thì ngon, ừ. Dạ, cơm đoàn rất là ngon. Cứ mỗi lần lên là cơm đoàn rất là ngon và chưa bao giờ thiếu đồ ăn. Và điều quan trọng hơn là ngoài cơm đoàn ngon thì Ngọc Thanh Tâm cũng ngon. Ngọc Thanh Tâm luôn cho mọi người ăn ngon à. Đúng, hợp lý. Dạ, đúng không ạ? Dạ, Ngọc Thanh Tâm luôn cho mọi người ăn ngon à. Dạ, mẹ của Ngọc Thanh Tâm cũng cho mọi người ăn ngon à. Dạ, quản lý của Ngọc Thanh Tâm cũng cho mọi người ăn ngon. Dạ, không có gì ngoài điều kiện là dạ, đồ ăn đúng không ạ? Đoàn làm phim rất ngon à, đó là câu chốt của em. Dạ. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn câu trả lời rất là ngon của chị Mèo. Chắc là tiếp nối luôn đi Trịnh Thảo. Dạ, vì cái vai diễn lần này thì là Thạch Sanh. Bây giờ có một cái tên là Thạch Sương ở trong cái nhân vật của em ở trong bộ phim này, thì em có thể là bật mí một tí xíu cho tất cả mọi người về cái vai diễn của mình để mọi người có thể đón chờ nhiều hơn về cái web drama này không? Lời đầu tiên cho phép Trịnh Thảo đã xin gửi lời chào đến quý vị khán giả đang có mặt trong buổi họp báo ngày hôm nay. Con xin chào cô chú anh chị nghệ sĩ. Cô chú thì có ai cô trên này được ta? Chắc là gọi chị Mèo có không? Mọi người, em ạ, mọi người, các quý cô chú phía dưới. Dạ vâng. Dạ vâng ạ, thì thật ra là em cũng rất là muốn bật mí cho quý vị khán giả biết về cái vai diễn của em. Nhưng mà em phải nói thật là, dạ đúng rồi, em spoil phim thì sản xuất kiếm em liền, cho nên là em không có spoil được. Em chỉ có thể chia sẻ rằng là cái vai diễn này là một cái cơ hội cũng rất là tốt cho em khi đầu tiên được hợp tác với chị Tâm và ekip của chị Tâm. Một ekip rất là chỉnh chu và... thực ra là quay phim xong em vẫn không biết được là cái vai em là chính diện hay phản diện ạ. Sau khi mà em làm việc với đạo diễn Nicole xong thì em cũng có hoài nghi về chính nhân vật của mình, và em hy vọng là khi mà khán giả xem phim xong thì sẽ cho em một câu trả lời rằng là vai diễn của em là chính diện hay là phản diện ạ. Wow, một sự teaser quá tuyệt vời ạ. Vâng, cứ hàng tuần là chúng ta phải coi phim đúng không em? Quá hay ho. Sẽ mời phần 2. Sẽ có phần 2 nếu có. Tuyệt vời. Tiếp nối luôn là Minh Dù sẽ được phỏng vấn một nhân vật mà có một cái hóa thân trong cái bộ phim này khá là ấn tượng. Và vai Chàng Tinh thì ai cũng rất là trông đợi xem là ai hóa thân ở trên này. Mọi người nghĩ là ai ạ? Chắc là đưa micro bên kia rồi giơ tay nói luôn rồi. Dạ, Võ Tấn Phát. Ừ, đây em cái bắt mic. Dạ, Võ Tấn Phát xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả đã có mặt trong buổi ra mắt phim ngày hôm nay. Dạ, xin chào các anh chị nghệ sĩ và các bậc tiền bối. Dạ, thì trả lời câu hỏi của anh Minh Sù.
Dạ thì ở dự án lần này thì Võ Tuấn Phát may mắn được cộng tác thêm một lần nữa với đạo diễn Nico Lê và nhà sản xuất Ngọc Thanh Tâm với vai diễn là Hải Trần. Thì trong cái tích Thạch Xanh Lý Thân thì cái con Trần nó cơ bản nó đã là phản diện rồi. Dạ. Thì giờ đặt cái tên gì thì nghe nó cũng phản diện thôi. Nó không có bớt ép thì được. Dạ, đây là một cái trải nghiệm và cũng là một cái thử thách khá là thú vị đối với em. Tại vì trước đó thì mọi người biết đến Phát bằng những cái vai diễn khá là kiểu như là bằng nhiều lời rồi hài hước các kiểu. Và Hải Trần là một cái sự trải nghiệm kể cả về tính cách và ngoại hình nữa. Một nhân vật mà kiểu như là xăm bích lưng luôn mọi người. Dạ. Thì đây là một những cái điều mà em cảm thấy rất là may mắn khi mà được cộng tác lần này với dự án.